Xin chào tất cả các bạn, tụi mình đang ở bưu điện thành phố Hồ Chí Minh để nhặt liêm sỉ. Để tìm liêm sỉ cho chính bản thân. Các bạn, chúng mình đang đường trên đường tới Vitron Center. Bởi vì chúng ta đã tới Vingroup Center. Đi qua đường mẹ. Khóc thì hỏi vui. Đi qua đường thôi. Đây là Vingroup Center. Quần làm người ta sợ. Quần là mấy con chim nó sợ luôn. Bây giờ this is con chim. Phượng